Quân TV xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn có một sức khỏe thật tốt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp SARS-CoV-2, gọi tắt là COVID-19, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện khai báo y tế thật chính xác về tình trạng sức khỏe của mình. Hạn chế đi ra nơi đông người theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Bộ Y tế Việt Nam để phòng trừ lây lan của đại dịch COVID-19. Thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020, thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập. Thành phố Hải Phòng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, hạn chế đi lại, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Ai cũng được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế, khai báo lịch rõ ràng. Tại các khu phố, ngõ xóm, người dân chủ động phương án dự trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo sử dụng trong 2 tuần. Theo ghi nhận của Quen TV, sau khi đi dọc một số tuyến đường trong nội thành thành phố Hải Phòng, những đường này mà ngày thường rất đông đúc người qua lại như đường Trường Chinh, cửa ngõ phía tây nam của thành phố, các đường trong trung tâm nội thành như Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Mê Linh, Hồ Sen, Miếu Hoa Xã, Hoàng Minh Thảo và một số tuyến đường khác. Và tại thời điểm ghi hình thì lượng người tham gia giao thông rất ít, ai cũng đeo khẩu trang. Hầu hết các cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa, chỉ có một số các cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động. Còn bến xe, các cửa hàng điện máy đều đóng cửa thực hiện nghiêm theo chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Nội dung của chỉ thị như sau. Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu, làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, một số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của con người và kinh tế xã hội của đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết. Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020. Tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. 1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy, sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe an toàn cho người lao động. Và tại thành phố Hải Phòng của chúng ta, trước tình hình mới diễn biến của đại dịch, đến nay nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có dịch và nhiều địa phương có ổ dịch lớn, đang tìm cách kiểm soát trước nguy cơ dịch có thể lan rộng. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, lãnh đạo thành phố đã tổ chức hội nghị trực tuyến. Phát biểu tại khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, xuất phát từ yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ giải pháp triển khai chỉ thị 16
CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020. Thời điểm áp dụng là từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Do đó, thành phố triển khai thực hiện với các quận, huyện để thực hiện chỉ thị. Trong giai đoạn tới, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, cho nên sẽ ảnh hưởng đến đời sống của một số tầng lớp nhân dân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các cấp, ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần quyết liệt hơn như Thủ tướng đã chỉ đạo, phải tận dụng từng phút, từng giờ, từng ngày để triển khai nhiệm vụ. Đồng chí mong toàn thể nhân dân nghiêm túc tuân thủ các quy định, cán bộ, đảng viên các cấp, ngành gương mẫu thực hiện, lan tỏa trong nhân dân những tấm gương chấp hành tốt để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trong 15 ngày tới. Đồng chí cũng đề nghị công an, quân đội chỉ đạo ngay thành lập một số chốt đối với các đường ra vào thành phố. Ngay tối 31 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã điều động 200 cán bộ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc khối cơ quan Bộ Chỉ huy tiếp tục phối hợp với các lực lượng của Công an, Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế thành phố tổ chức 10 chốt điểm kiểm soát dịch COVID-19 tại các khu vực trọng điểm của thành phố. Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát y tế như đo thân nhiệt, lấy khai báo y tế đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam mới từ nước ngoài trở về, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm. Thành phố Hải Phòng sẽ có thêm hàng trăm tổ kiểm soát mới được thành lập tại các quận, huyện, các địa bàn giáp ranh giữa các xã, phường, huyện nhằm tăng cường bổ sung các chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các thôn, các tổ dân phố, đảm bảo kiểm soát tốt nhất mọi nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào thành phố. Thành phố sẽ thực hiện kiểm soát việc đi lại của công dân từ 22 giờ hàng ngày, ra ngoài vào giờ đó phải có lý do để ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm. Người dân vẫn có thể ra ngoài mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết khác. Các cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm vẫn tiếp tục hoạt động 100%. Các chợ vẫn duy trì. Những khu vực nào quá khó khăn, thành phố sẽ chuyển lương thực, thực phẩm đến đó. Tại các ngõ xóm, trạm kiểm soát dịch bệnh hoạt động 24/24 để kiểm tra thân nhiệt, tiếp nhận khai báo y tế đối với tất cả người dân qua lại. Cán bộ tổ kiểm soát còn vào từng nhà để kiểm tra thân nhiệt cho người dân, đảm bảo dịch bệnh không có cơ hội lây lan và bùng phát trong cộng đồng.